Hôm nay thì mình có gặp một cái remote. Remote này là của Smart TV của thằng LG. LG thì cái remote này nó có cái tính năng kết nối Bluetooth, truyền giọng nói thông qua cái mic này. Và cái bệnh của cái remote này là nó bị mất cái nút điều khiển và một số cái nút đó. Có nghĩa là hàng xóm thì cái chú mang qua, chú nói là không, lâu rồi chú không dùng, nay chú mua pin chú lắp lại, chú bấm nó không lên đó. Chuột thì nó vẫn nhận và một số cái nút thì nó vẫn chạy. Thì đây là cái nguyên nhân mà nó gây hư cái mạch này, là do mọi người sử dụng mấy cái pin rẻ tiền này. Thì cái pin acid này thì bây giờ người ta không có dùng nữa. Cái này thì người ta không, gần như là không có dùng nữa. Mọi người nên mua một một bộ pin sạc ha, pin sạc đó thì nó sử dụng bền hơn. Còn cái pin này mọi người dần là nên bỏ đi vì giá của nó rẻ ha. Nhưng mà cái pin này nó gây ô nhiễm môi trường nè, và nếu mà để lâu trong cái remote này á thì nó sẽ gây chảy axit. Nó chảy axit thì nó sẽ gây hư hại đến cái mạch. Thì như cái remote này mua mới nó cũng gần 400 ngàn á, 300 mấy, gần 400 ngàn. Remote rất là mắc. Đó, rất là mắc. Không. Và đây thì nó chảy axit ra, bởi vậy nó đứt hết mạch này. Đó, nó đứt mạch. Mình đã mất hết hết 30 phút để mình ngồi mình dò mạch lại. Dò lại hết, nghi ngờ chỗ nào là phải dò. Đó, dò và câu lại. Rồi bây giờ thì đã cứu được rồi. Giờ thì bấm đã ăn rồi ha. Thì cái này là một cái lưu ý nhỏ, trong gia đình mọi người nên sử dụng những cái bộ pin sạc. Bây giờ mình bỏ cái pin này đi, dần bỏ đi. Nó rẻ nhưng mà nó gây hại cho môi trường và nó gây hại cho cái thiết bị điện, đặc biệt là những cái thiết bị điện hiện đại như bây giờ. Rồi, cảm ơn mọi người. Chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ.